các bạn trở lại với Quang Trung, các bạn trở lại Linh Lan, Vân Vân Long. Các bạn thì hôm qua có một ca sĩ lâm thời, anh ta lên tiếng với giọng nói rất du côn. Anh ta đang bị lâm nguy. Vì thế ngày mai các bạn là 2 giờ chiều ngày mai tại Sadec khách sạn của anh Vân Vân Long, anh ta sẽ trao ra một số tiền. Rồi các bạn là để mình vô cái video. Video mình phân tích cho các bạn. Video này nó dài chút để mình các bạn thông cảm. Thì hồi nãy đó thì các bạn là cái vấn đề ông Lâm Vũ nói với ông là lên sóng đó thì các bạn cũng đã biết rồi, thì mình mới vừa nói đó. Bây giờ phải ói ra, tức quá giờ lên chửi thôi, không có gì hết á. Mà mình nghĩ đâu là ông này là ca sĩ, thì thường thường mình nghĩ ca sĩ là họ rất là tế nhị, họ rất là tức là một ca sĩ đó, khi mà họ mở cái lời hoặc là họ hát đó, họ mở miệng ra đó, là họ trao cho quý khán giả những cái lời hay, ý đẹp, cũng như họ đang hát vậy đó, nghe nó rất là thanh thanh, nó nghe nó rất là thanh thao, và các bạn là giống như chim hót. Nhưng mà không ngờ rằng là cái người ca sĩ Lâm Vũ này á, mở miệng ra còn hơn là những cái người chợ búa nữa, nghe nó chói tai, mình nghe mình tức cười luôn á. Thì đó, ông nói là cái tiền này là không phải tiền khuyên góp, không phải là cái tiền từ thiện gì hết, cái tiền này là cái tiền giống như là tri ân đồ này kia thôi. Nhưng mà cái đó là cái lời mà các bạn, đó là những cái lời mà nói ngược, nó ngang, nó ngược thôi. Bởi vì cái bài báo hồi nãy mình cũng đã đọc cho các bạn rồi, bài báo Vietnamnet đó, họ nói là cái tiền đó là trao cho ba con. Thì cái vấn đề bây giờ những cái tiền nó trao cho ba con đi ăn học đó, thì ba con của anh Vân Long là ai? Hai đứa con của Ái Vân và một đứa con của Hai Lành. Một đứa con của Linh Lan là bé Hai Lành đó. Rồi các bạn, là cái câu thứ hai thì ông nói là đừng để các thành phần không có giá trị trong cuộc sống, không có học để lên rồi dạy đời chúng tôi. Ông nói là các kênh YouTuber không có đủ cái đẳng cấp, cái từng số mà lên dạy đời chúng tôi, tức là lên dạy đời Lâm Vũ với ông Lương Gia Huy đó. Thì các bạn thấy là ông này một ca sĩ rất là khinh người, rất là khinh bỉ, và coi ông trời không bằng dung, coi mọi người như rơm rác, như phân bón. Thì cũng như ông nói là các kênh YouTuber, tức là ông mình nói chung đi, quý khán giả là súc vật, là kênh ăn kiếm tiền trên xác của người khác. Thì bây giờ ông nói là cái ông vô một phát là ông chửi liền, các bạn thấy không? Một ca sĩ mà như vậy đó, quá khinh người, quá ngạo mạn và quá mất dạy. Vậy mà lên nói chuyện kiến thức ra, ủa một ca sĩ mà nói chuyện vậy đó sao? Thằng này đáng tẩy chay quý các bạn. Thằng này nó, nếu mà nó hôm nào mà nó có qua đây nó diễn á, mình sẽ nó tới nói chuyện riêng với nó. Nó nói là đừng để các thành phần không có giá trị trong cuộc sống. Thành phần là ai? Tức là những cái thành phần quý khán giả, trong đó các kênh YouTuber hoặc là những người có tiếng nói trong Linh Lan á, là thành phần đó. Thì khi mà Lâm Vũ nói vậy là Lâm Vũ nói chung rồi, là tất cả mọi người là không có cái giá trị trong cái cuộc sống. Thấy ghê chưa? Còn hơn từng ác, còn hơn từng thi hoàng nữa. Bởi vậy thằng này với Phan Phong, với thằng Măng Râu, với là cái đám mà tà đạo, tà ma ngoài đạo, bởi vậy mình gọi là tà ma ngoài đạo, tà giáo, vậy có đúng hay không? Các bạn thấy càng ngày là mấy cái thằng này nó càng lòi ra cái tánh ác, cái ác tánh của nó, các bạn thấy chưa? Vậy Quang Trung gọi tụi nó là tà đạo, tà ma ngoài đạo có đúng hay không? Thì càng ngày là những cái thằng này nó lên á, như Lâm Vũ nè, thì các bạn thấy vừa qua là Chinh Chinh Ngô, anh Phước đồ, chị Mi Mì đồ này kia, rồi á cả Cát Tuyền, rồi bây giờ đến cái thằng Lâm Trung này, ngày mai 2 giờ nó tới cái khách sạn Sadec á, giờ Lâm Trung của nó, cho nên nó mới kêu công an đồ tới dữ lắm, nó sợ, nó thách thức người ta mà nó sợ, nó kêu công an tới. Thì bạn thấy đó, nó khinh người cỡ đó đó. Tức là những cái người á, những khán giả không có học. Nói chung là bạn đừng có nói là kênh YouTuber hay gì đó. Kênh YouTuber cũng là khán giả, nói chung. Tại vì á, là mấy người là người công chúng phải nói chung. Người công chúng nói chuyện công, không nói chuyện tư. Còn nếu mà nói chuyện tư á, thì chỉ thẳng mặt một cái kênh nào đó, cái tên nào đó, cái danh nào đó. Chứ đừng có nói là những thành phần là nói chung rồi. Thằng này là các bạn ấy là sau cái video này là khán giả sẽ tẩy chay này thôi, mình nghĩ là như vậy, vì rất là ngạo mạn, rất là mất dạy. Nói là các khán giả không có đủ đẳng cấp. Ồ này đẳng cấp. Thằng này trước đó nó cũng đâu có học đâu mà đẳng cấp. Nó mà đẳng cấp cái gì, lên nói chuyện là cấp cái gì. Rồi là còn nói là không có đủ cái tần số. Tức là ý nói là quý khán giả không có đủ cái chất xám mà lên mà phản biện nó, lên mà nói chuyện với nó, không có cái tư cách đó, ý là nói như vậy.
Rồi cái điều thứ ba là các bạn là tiền bán vé hôm đó, đây là Lâm Vũ nói, tiền bán vé hôm đó chỉ là những người anh em ca sĩ chúng tôi thôi, không có khán giả bên ngoài, anh em thân thiết khuyên góp thôi. Thì cái câu này ở trong cái video mình tường thuật lại cho các bạn đó. Thì cái câu này thì các bạn là hồi nãy mình có nói là cái bên Vietnamnet đó, họ cũng đã nêu ra cái bài viết đó. Thì cái khán giả ở đây là mình nói một lần nữa, cái khán giả cũng ai cũng tò mò, Linh Lan cũng không có họ đòi hỏi gì hết, Linh Lan cũng chả thèm nữa. Linh Lan có like video ngày hôm trước tuần rồi đó các bạn, Linh Lan nói đâu cần tiền Lâm Vũ đâu, Linh Lan nói rõ ràng mà. Rồi nó nói là cái bọn này nó nói là không có quý khán giả nào hết, chỉ anh em nghệ sĩ của tụi nó thôi. Tức là nó đang còn khinh bỉ đó, ý nó nói là quý khán giả không có góp tiền vô trong đó, không có tư cách để nói, không có tư cách để giống như là phản biện nó hoặc là điều khiển nó hay là sai khiến gì nó, hay bắt nó làm này làm kia. Ở đây quý khán giả không có làm như vậy mà cũng không có sai khiến gì nó, cũng không có chỉ trích gì nó hết đó. Quý khán giả hỏi ồ cái số tiền nó ở đâu, sao giờ chưa có bị gì, báo có đăng, Vietnamnet có đăng. Ok, Vietnamnet đăng vào ngày 25 tháng 1 năm 2021 vào lúc 11:34 GMT cộng 7 giờ của Việt Nam. Mình nãy mình đã đọc cái bài báo cho các bạn rồi, cái số 4. Rồi kế tiếp thì là các bạn là trong cái video anh nói là lý do chưa trao số tiền, thì ở đây là tới cái khúc mà lý do chưa trao số tiền. Vì nó là trước Tết bận rộn vì dịch này kia, rồi ảnh mấy ảnh sắp xếp công chuyện rồi này kia, học tụ họp anh em đồ này kia gì đó. Thì ở đây là các bạn là thì trong cái video đó anh ta nói là trước đó đó anh ta đăng lý là trao rồi, anh ta gọi cho ông bà giáo với Ái Vân, gọi cho Ái Vân chứ không phải là không, trong video anh ta nói luôn. Thì ở đây mình phân tích nè, lúc đó là trước Tết đó đáng lý là trao ngay lúc đó rồi, nhưng mà khi mà gọi Ái Vân đó thì bị Ái Vân và ông bà giáo trì hoãn lại cái số tiền đó vì cái câu chuyện nó lùm xùm, cho nên bên Ái Vân bên ông bà nhà giáo đó cái thời bây giờ lúc là cái cho cốt này kia đó, rồi người ta chỉ trích như là mình chỉ trích cái vụ mà ông bà nhà giáo xua đuổi Linh Lan để Linh Lan với ánh nắng chói chang, và cái vấn đề là các bạn là cái cho cốt anh Văn Long đưa từ phi trường về đó, tức là cái thời lúc đó là xua đuổi Linh Lan, không có chấp nhận, tức là khinh thường Linh Lan dữ lắm. Cho nên lúc đó Ai Vân với bà giá thôi trì hoãn lại, nói anh Lâm Vũ thôi anh cứ giữ đó đi để câu chuyện này nó lắng xuống, nó im dịu đã rồi mới bắt đầu mới tính tới. Thì bây giờ đó là các kênh YouTuber, các khán giả này kia đó, thậm chí những cái người mà anh chị em nghệ sĩ trong đó luôn, mình biết những em nghệ sĩ trong đó luôn, họ cũng thắc mắc bởi vì cái đám tà ma ngoài đạo nó định ém cái số tiền đó, như Mimi đó định muốn ém cái số tiền Mimi là chắc mình nghĩ là ém chắc rồi đó, cái thứ dân đó là các bạn nó ém chắc. Thì Lâm Vũ này cũng vậy, vì Lâm Vũ ở Việt Nam cho nên nó là cái tầm ảnh hưởng của những cái người mà bên ngoài đó, của quý khán giả, của các anh em nghệ sĩ đó, nó mạnh quá đi, nó không như là bà Mimi. Mimi là thuộc cái loại cùi không sợ lỡ, bây giờ là thôi đói quá rồi dớt mày luôn. Tại sao? Bởi vì là Linh Lan ở Việt Nam, Linh Lan sẽ không có làm cái gì được cái bà Mimi này. Tại vì nếu mà trên mặt giấy tờ đó thì bả là toàn quyền, từ khi mình liên lụy tới di trú hoặc là các bạn là cảnh sát ai rồi nó cái vụ mà cái thôn giả đó, thì cái chuyện đó nó sẽ moi ra từ từ thôi. Nhưng mà nếu mà đối với Linh Lan đúng là không làm được gì, cũng cũng không có thưa được những người bên Mỹ. Thì mình cũng giải thích trong một cái comment ngày hôm qua, mình giải thích đó, nó rắc rối lắm, được và không được, nhưng mà nó rắc rối bởi vì á những cái tu chính án, những cái amendment của Hoa Kỳ đó, tự nước tự do và tự do ngôn luận đó, thì thường thường mà thưa với nó là thua là tòa nó không xử, bởi vì freedom country, freedom of speech mà, nó không xử cái đó. Đó thì lý do tại sao đó, từ bây giờ họ đưa những cái lý do ra, nó có ba cái lý do là, thì đây là cái lý do tại sao lúc đầu họ không có trao ra là như vậy, bởi vì là bị trì hoãn bởi Ái Vân và ông bà nhà giáo, cái vấn đề là không chấp nhận Linh Lan và bé Hai Lành. Rồi cái lý do thứ hai họ đưa ra là có nhiều thông tin loạn, tức là ở đây họ 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 đổ thừa là những cái thông tin loạn. Cái vấn đề là các bạn là họ cho là Linh Lan giành giật cái tiền phúng điếu mà không tôn trọng cha mẹ. Thì các bạn là cái tiền phúng điếu của anh Hàng Thái Tú đó, 113 triệu đó, thì mấy ông nội này á, là cái vấn đề 113 triệu bị cộng đồng mạng đưa lên xối xả đó,
thì ông nội này ông cũng coi chứ không phải là không, cho nên ông mới biết ở đây là những cái tin này là gần đây thôi, chứ không có cái tin, những cái tin này nó không có giống như là trước Tết. Bởi vì cái lời mở miệng của ông này nói ra là xào xạo, xào xạo với là diện cớ là cho linh lang. Bây giờ có cái bây giờ cái những cái tiền mà khủng điếu hay những cái tiền này kia, tiền mà 113 triệu hàng thái tốt, linh lang cũng chưa có từng hỏi, linh lang cũng chưa có từng đề cập tới. Ở đây là cộng đồng mạng họ thắc mắc, cộng đồng mạng, tất cả cộng đồng mạng họ thắc mắc. Rồi bên 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 Ái Vân, bên Ái Vân bên bà giáo nhột nhột bắt đầu mới ói ra, nuốt không được ói ra. Rồi bên Mi Mì cũng vậy, nhưng mà Mi Mì chắc giờ cũng ém luôn rồi. Thì bây giờ Hàng Thái Tú cái về sau này mới có 1-2 tuần này thôi là Hàng Thái Tú mới coi những cái video này, rồi cũng chắc cũng có người lên án đây, cũng có người ấy đây, cho nên bị nhột nhột bây giờ mới 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 chịu trao ra. Lúc đầu là họ cố tình họ trì hoãn cái các bạn, rồi bị ảnh hưởng tới cái các bạn là cái tầm ảnh hưởng ở Việt Nam đó, nó rất là mạnh, nó không phải như nước ngoài. Nước ngoài thì mạng ai nó giữ hồn nó giữ, nhưng mà ở Việt Nam là khác. Cho nên ông nội này bây giờ ông mới trao ra nè, ông trao ra nhưng mà ông tức ăn không được, tức bây giờ mới lên đó, lên mới công kích, mới còn công kích Linh Lan, chửi chửi cộng đồng mạng. Nếu mà bình thường á mình thấy cái chuyện này nó không có gì, nếu mà cái tiền này trao không trao, Linh Lan cũng không có cần, Linh Lan cũng không cần. Và mình nói thật á, ngày mai Linh Lan cũng không có xuống đâu, mình chắc chắn và là vậy luôn. Cái tiền mày, cái tiền 200 mấy chục triệu chia ra làm ba, chia ra làm tư, nó thiệt mày với Lâm Vũ bao nhiêu lắm vậy? Chính miệng của mày á cũng nói á, là cái số tiền này nó không có lớn. Bây giờ có cái anh Việt Kiều nào đó ở bên Mỹ có một cái số tiền lớn nhỏ mình không cần biết, Linh Lan cũng không có cần đâu. Đừng có nói là Linh Lan giành giật tiền, Linh Lan giật mình giật tiền phúng điếu, không tôn trọng cha mẹ, giật dây xúi dục các kênh YouTuber và những cái người mà có tiếng nói trên Linh Lan để chửi ông bà nhà giáo. Ở đây không ai chửi ông bà nhà giáo, ông bà nhà giáo lên công kích người ta, chửi người ta. Hôm qua ông Hiếu đó, ông Hiếu cái video của Estam TV đó, mình nói là cái video đó đó là lúc trước mình có cái video mình phân tích, cái video đầu của Estam đưa ra đó, Estam TV đưa ra là mình nói là Estam á cắt rồi, edit lại cái video rồi, bởi vì Estam sợ là mọi người ném đá ông bà nhà giáo. Nhưng mà mình biết chắc là Estam sẽ đưa cái video ra ra công chúng, sẽ công bố cái video ra sau này, và đúng thời điểm, đúng y là mấy ngày hôm trước Estam đưa cái video ra, mình có giải thích lần lúc đầu luôn. Ông bà giáo lên nói là Linh Lan bán bia, Linh Lan ngồi kế Linh Lan là biết con nhỏ nó bán bia rồi. Ủa sao ông bà giáo hay quá vậy? Rồi á, là còn nói Linh Lan á, là gái cà ve nó này kia, hai ông bà lên nói như vậy đó. Rồi á, lúc đầu á, mình chưa tính ông bà nói là Linh Lan á, là thằng Long nó chơi Linh Lan qua đường thôi. Ủa một nhà giáo ưu tú mà có những cái lời nói đó, giống như là Lâm Vũ cũng vậy, một ca sĩ, một người công chúng mà có những cái lời nói như vậy ha, vậy cho mình là ưu tối, quên, ưu tú ha, vậy cho mình là học cao hiểu rộng ha. Ủa tụi bay suy nghĩ cái gì vậy? Cái tần số của tụi bay nhảy kiểu gì vậy? Mình không biết. Ở xứ Mỹ này á, giống chị Hai ở Houston chị nói đó, cái tần số bên đây á, nó không giống tần số Việt Nam đâu ạ. Cái kiến thức bên đây á, nó hoàn toàn không giống kiến thức của mấy cái người mà như Lâm Vũ đó. Ở đây mình nói là cái người mình nói thẳng luôn, là những cái người mà như Lâm Vũ đó, tức là Lâm Vũ đó, Lương Gia Huy đó, như cái đám mà tà ma ngoại đạo, cái đám mà giống ông bà nhà giáo đó, mình nói thẳng mặt luôn. Ở bên đây á, là cái xứ Mỹ này đó, là họ không có giống, không không có giống cái cách nói, cái cách cư xử, thốt ra những cái lời như Lâm Vũ, ông bà nhà giáo và cái đám tà ma ngoại đạo, cái đám tà giáo đó, họ không có dạy đâu. Ok, ông bà lên á, ông bà nói ngừng đi ngừng đi, ông bà ra tòa thưa kiện, sao ra thưa kiện bị gì á, là người ta vu khống nhục mạ bôi nhọ, trong khi á là các bạn biết á, là bên đó đó ông chính chính là ông bà nhà giáo lên vu khống nhục mạ bôi nhọ xúc phạm tới Linh Lan thì ông bà không nói gì hết. Còn khi á, mà người kênh các kênh YouTuber có tiếng nói Linh Lan lên chỉ có phản biện phản kháng lại thôi, mình nói đúng là phản kháng thôi. Ông bà đem ra tòa, ông bà đòi thưa này thưa kia, thưa đi không ai sợ đâu, cũng không có thưa gì được hết á. Ok, chửi người ta chửi lại què. Thì cái Estam TV đưa cái video lên, các bạn thâu lại cái video đó, bị mình lúc đầu mình biết ông Estam này ông cũng có cái đầu lắm, có cái chất xám lắm. Ông đưa cái video ra, ông công bố video ra, nó cái thời buổi cái thời gian bây giờ nó cũng đúng cái thời gian lắm.
bị đưa đưa ra trước, nó không có linh. Rồi Hằng Thế Tú cũng nói là các bạn là vì cái vấn đề mà giành giật tiền cúng điếu, giành giật này kia, rồi có nhiều cái chuyện mà loạn lên, tức là đổ thừa cho Đinh Lan á, là giật dây đồ này kia đó, tức là từ đầu đến đuôi họ cứ nói Đinh Lan giật dây. Thì cái này là các bạn thấy là hai ông nội này cố tình, nó là công kích Đinh Lan, cố tình bôi nhọ Đinh Lan, tức là muốn kéo Đinh Lan xuống đó. Rồi trong đó là chửi luôn, chửi thẳng luôn các người mà có tiếng nói cho Đinh Lan, là quý khán giả đó. Vì họ nói họ thông minh, họ học cao hiểu rộng, họ không có vội vàng làm những cái việc hay là trao cái số tiền như vậy trong cái thời gian lúc lúc bấy giờ. Tiền không lớn nhưng mà làm đúng việc, đúng giờ, đúng người gì đó. Cái chuyện này nó đâu có cái gì đâu, bởi vì mà là cái tiền đó là trên báo Việt Nam Net họ ghi rõ ràng cho ba đứa con anh Văn Long. Thì mày cứ tới mày cứ đưa cái số tiền đó mày đưa cho ai, kệ cha mày, ok, nhưng mà mày chỉ biết mày đưa cái số tiền đó thôi. Mày cũng không có cần mà xía vô những cái chuyện của YouTuber hay là cái chuyện của ông bà giáo hay là chuyện của Linh Lan. Mày nói người ta là rảnh rảnh háng đi xía vô chuyện người ta, mày cũng đang xía chuyện người ta đó. Mày lên cái video đó mày chửi người ta, mày cũng đang xía chuyện người ta đó. Mày là người công chúng thì mày không mày cũng không mày không có nên làm như vậy. Bây giờ mày đi hỏi các anh chị em nghệ sĩ đi, Lâm Vũ, tao nói với mày, mày đi hỏi các người mà có bằng đẳng cấp, mà có bằng cấp thật sự đó. Ok. Và những cái người anh chị em nghệ sĩ hải ngoại đó, hay là anh chị em nghệ sĩ nào ở trong nước đó, mà có cái đẳng cấp thật đó, mà đi hỏi đi, mày lên mày làm cái video này nó đúng hay là nó sai, nó nên hay nó không nên. Chẳng qua những cái người mà họ kêu Lâm Vũ làm, họ tức là họ công kích Lâm Vũ lên nói như vậy đó, là những cái người đó nó họ chỉ có mượn mượn đầu heo nấu cháo thôi. Tại vì Lâm Vũ lên Lâm Vũ nói kiểu này đó, là khán giả tẩy chay Lâm Vũ, khán giả ghét Lâm Vũ chứ khán giả đâu ghét mấy người kia. Có phải Lâm Vũ bị mắc mưu không? Lâm Vũ nói Lâm Vũ là người học cao hiểu rộng, học khôn, người khôn ngoan mà đâm mà mở miệng ra nói chuyện ngu vậy, đang bị gạt, đang bị lừa đó mà không biết, mà lên còn vỗ ngực xưng tên ta đây anh hùng, ta đây giang hồ, ta đây ngoan, ta đây khôn lắm, ta đây có chất xám hơn mọi người, khinh người khác, chửi luôn, chửi người này chửi người kia, giật dây công kích Đinh Lan. Khi mà lên làm như vậy chả khác gì người ta thấy ồ cái thằng này nó binh một phe nè, bởi vì bên Ái Vân bên bà giáo nói cái gì đó cho nên nó lên nó mới chửi Đinh Lan, nó mới công kích Đinh Lan, nó bôi nhọ sỉ nhục Đinh Lan và chửi các kênh YouTuber và khinh thường quý khán giả. Mình nói gì đúng không Lâm Vũ? Cứ đi hỏi đi, đi hỏi những cái người nào mà có học đại học đồ này kia đó, university đồ này kia, đi hỏi mấy cái người đó đó, giáo sư thạc sĩ đồ này kia đó, đi hỏi coi Lâm Vũ đưa cái video này, đưa cái video ngày hôm qua Lâm Vũ lên live đưa cho cái người thạc sĩ giáo sư rồi đó, coi đừng đưa cho ông bà nhà giáo nha. Để ông bà giáo cũng không có cái tầm mà hiểu được mấy cái chuyện này. Đó là cái lý do tại sao bây giờ cái câu chuyện của Vương Văn Long và Đinh Lan á nó diễn biến tới bây giờ. Hãy nhìn xa một chút, trèo lên đỉnh núi ta mới thấy trời cao đất rộng. Cái người có đẳng cấp là cái người im lặng. Im lặng mới là cái đỉnh cao của trí tuệ. Chứ không phải lên mà nói chuyện mà như Lâm Vũ nói chuyện mà sầm sàm sàm này kia rồi chửi người này khinh bỉ người kia là có đẳng cấp đâu, không có. Lâm Vũ nói những cái người đó không có cái tầm, không có cái tần số. Thì Lâm Vũ lên đó là hơn thua với những người đó thì chả khác Lâm Vũ gì giống như những người đó rồi. Phải không? Mà đã vậy rồi còn lôi hết cả cộng đồng mạng vô nữa. Thì còn gì là một người công chúng, còn gì là một ca sĩ nữa. Rồi cái thế thì trong cái video thì Lâm Vũ nói với anh Lương Gia Huyên nói là nếu nếu mà ở đây là không phải làm từ thiện, những cái tiền này là cái những cái tiền mà anh em nào gọi là quyên góp này kia thôi. Ok, mình không cần biết từ thiện hay không, nhưng mà bây giờ trên báo họ ghi như vậy thì cộng đồng mạng họ thắc mắc. Lâm Vũ với là cái người Lương Gia Huyên nói là nếu mà họ làm từ thiện, họ giúp những người nghèo, họ họ cho rằng là có nhiều người nghèo hơn Linh Lan. Ý là nói họ không có nói cái tiếng từ Linh Lan vô, nhưng mà họ nói là họ ám chỉ là để ám chỉ Linh Lan đó, thì thôi nói mẹ tên Linh Lan đi. Nói chuyện mà còn còn rụt rè sợ sệt nữa, vậy gọi là người quân tử đó, vậy là người anh hùng đó hả? Nói chuyện mà bình thường không mà còn sợ nữa thì nói mẹ Linh Lan đi. Ý nói là Linh Lan á, ăn mặc đẹp trơn chu, đẹp đẽ, tức là ăn mặc đồ mặt mày đồ sáng láng trong trong trắng đó, đẹp đó, giàu rồi, tức là ý nói Linh Lan là không không cần phải giúp đỡ Linh Lan. Ý ý nói như vậy đó, Linh Lan không cần phải cần Linh Lan không cần giúp đỡ Linh Lan á, đẹp rồi, ăn mặc rồi trắng trẻo rồi, ở ngoài kia còn có nhiều người khổ hơn. Ở đây cái tiền mà là khi mà các bạn biết là, họ nói cái này là không phải từ thiện. Khi mình làm từ thiện thì mình không góp ý, mình không góp lời, thì các bạn cũng đã biết là vừa qua lũ lụt miền Trung mình không bao giờ lên mà nói gì hết, mình chỉ lên binh vực cho bây giờ những người mà bị thiệt hại đó, những người dân họ đúng hay sai mình cũng lên mình cũng binh vực cho người dân, binh vực cho những người thiệt hại trước. Nhưng mà cái vấn đề này là cái vấn đề của các anh chị em nghệ sĩ, cái nhóm đó họ khuyên góp là nhằm cái mục đích
nhằm cái mục đích cho ba đứa con anh Vân Long sau này ăn học. Chỉ có vậy thôi, còn cái chuyện mà mấy anh đi làm từ thiện hay mấy anh làm gì tôi không có góp ý, tôi cũng không lên tiếng. Rồi mấy anh đặt cái ủy quyền cho mấy anh, tức là mấy anh nói kiểu này giống như chửi luôn bạn bè anh em ca nghệ sĩ của mấy anh rồi. Mấy anh nói là các anh em ca nghệ sĩ kia không có quyền, không có quyền dạy bảo, không có quyền quyết định gì hết. Lâm Vũ mới là cái quyền và là cái người mà quyết định trao cho ai thời điểm nào. Các bạn thấy không? Cái thằng này nó ngạo mạn không? Cả mà bây giờ nó chửi, nó công kích Đinh Lan, nó sỉ nhục bôi nhọ anh Lan, nó chửi các kênh YouTuber, chửi quý khán giả, khinh thường quý khán giả thì mình không nói rồi. Bây giờ nó chửi luôn anh em của nó chửi luôn, tức là nó nói câu này tức là nó chửi luôn anh em, anh chị em nghệ sĩ. Thì đó là lý do tại sao á mình nói là trong các cái anh chị em nghệ sĩ cũng thắc mắc như vậy. Bây giờ nó lên nó tức, ăn không được, ém không được. Bên Ái Vân đồ bà nhà giáo là ém không được, ăn không được, tức tức mới lên, bây giờ mới ngày hôm qua mới lên cái video này chửi đây. Rồi nó có cái lý do thứ ba nữa các bạn, cái lý do thứ ba là vấn đề mà chưa trao đó, nó có nhiều lý do lắm. Tức là nó có nói là một người mà bên bên nước ngoài gì đó quen với Lương Gia Huy, người anh người người em gì mình không biết, có một cái số tiền rất là lớn, cho nên đợi cái số tiền đó rồi trao một lần luôn. Thì bây giờ ok, trao không trao cũng vậy, nhưng mà cái vấn đề bây giờ trước đó trao sau này trao, thì bây giờ cái anh ở bên Mỹ anh đem cái số tiền đó mấy trăm triệu hay là gì đó mình không cần biết, trao sau cũng được, còn cái số tiền của Lâm Vũ trao trước cũng được. Ủa cái này có phải là viện cớ không? Mình nói viện cớ là đúng không? Viện cớ là sao? Bên Ái Vân và bà giáo đó trì hoãn lại cái số tiền này. Cái vấn đề là không có chấp nhận Linh Lan, không muốn cho Linh Lan. Đại khái là bây giờ là kết luận là không muốn chia cho hai lần. Nói thẳng thắn vậy đi. Chứ đừng có viện cớ lên rồi đặt chửi chửi hù này kia rồi làm như ta đây là giang hồ. Giang hồ ghê quá, làm tôi sợ quá anh Lâm Vũ. Lâm Vũ ca sĩ Lâm Thời, Lâm Vũ có tên là Lâm Vũ đang bị Lâm Nguy, sắp bị Lâm Chung. Rồi kế tiếp thì các bạn là ông nói là không phải bây giờ là tôi trao là vì ảnh hưởng bởi những cái kênh YouTuber, những cái thành phần mà rơm rác đó nói gì đó, tôi làm cái chuyện tốt, tôi làm có trời đất biết, là các kênh YouTuber không có cần mà phải xen vào những cái chuyện của ở đây, không có xen, ở đây là cái vấn đề bây giờ trên báo nó ghi vậy đó, tôi thắc mắc thì đừng có đăng lên báo, đừng có đưa lên công chúng. Mấy người là người công chúng đăng lên báo, đưa lên báo thì chúng tôi quý khán giả chúng tôi có quyền hỏi, ở đây chúng tôi không có điều khiển hay là ép buộc hay là cái gì của anh đó, của anh Lâm Vũ hết đó. Ở đây chúng tôi thắc mắc, chúng tôi hỏi là cái tiền nó đâu rồi, vì báo nó đăng như vậy đó, cứ vô Vietnamnet đọc đi, bấm Google lên báo nó đăng như vậy, cho nên chúng tôi thắc mắc. Còn cái chuyện mà anh trao cái chuyện của anh Linh Lan cũng không có cần. Tôi nói thật với anh đó, ngày mai Linh Lan cũng không có tới đâu. Linh Lan đã like trên cái video, Linh Lan đã nói rồi em không có cần cái tiền anh Lâm Vũ, em cũng không có cần cái tiền của Dương Ngọc Thái 1 triệu đó, không cần đâu. Dương Ngọc Thái cho 1 tháng 1 triệu, mình tính tới 18 tuổi thì chắc có mấy chục triệu chứ nhiêu, đúng không? Mấy chục triệu của mấy anh lớn đó mà. Ok, bây giờ 236 triệu cộng thêm cái tiền gì của anh bên Mỹ đó, cho 300 triệu đi, chia làm 3, 100 triệu lớn đó mà. Ngày hôm qua Linh Lan mới nhận được cái số tiền á, là một số tiền của Mạnh Thường Quân nha, bình thường Mạnh Thường Quân bình thường thôi đó, là tổng cộng là 124 triệu, 100 ngàn và 100 đô la. Bộ tiền của mấy anh lớn đó mà, 100 triệu của anh lớn đó mà. Ăn 100 triệu của mấy anh, nếu mấy anh chửi chửi xối xả, chửi từ trên đầu, chửi trên, chửi xuống, chửi dòng họ người ta, bôi nhọ xúc phạm sỉ nhục người ta, vu khống người ta, nói là người ta làm dâu là làm bán bia, gái cà ve, làm phò ba đời, trộm cắp và không tôn kính cha mẹ chồng, trong khi là Linh Lan lên là lúc nào cũng bênh vực Ái Vân và bênh vực ba mẹ anh Vân Long, mà mấy anh lên mấy anh nói như vậy, mấy anh là mỗi lần mà lên mà nói gì hay gì á, mấy anh phải uống cái lưỡi và mấy anh phải nghe cho rõ, nghe cho kỹ, chứ đừng có lên mà nói phán bậy bạ như là thánh phán. Mình là người công chúng, mình là cho mình anh Lâm Vũ, anh cho anh là người học cao hiếu rộng thì anh đừng có lên mà phán bậy phán bạ. Người công chúng khi mà nói chuyện là họ uống lưỡi 7 lần, và cho dù là khán giả mà có nói chăng nữa, người công chúng không có quyền chửi khán giả. Tôi nói cho mấy anh nghe, mấy anh đừng có mất dạy. Mấy anh cứ lên 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 những cái video của Nguyễn Cao Kỳ Duyên nè, người công chúng đó, nổi tiếng đó, của Paris By Night đó, MC nhà văn Nguyễn Ngọc Ngạn nè, và những ca sĩ ở bên đây, khi mà họ lên đó, họ không bao giờ chửi khán giả đó. Cho dù khán giả có phê bình phê phán, bởi vì cái criticizing, tức là cái phê bình, cái chỉ trích đó, là nó hợp pháp và nó đúng.
những người mà họ lên họ có tiếng nói cho nên lan, tức là họ chỉ trích và phê phán. Bởi vì mình nói có câu là binh vực cái đúng, phê phán cái sai, cái đó nó không có phạm pháp, cái đó là đúng. Luật của xứ Mỹ, luật của xứ Mỹ cũng có cái luật đó, và họ cho phép. Trong cái video, trong kênh của Quang Trung Đời Sống TV, kéo xuống dưới đó có cái luật của Hoa Kỳ. Ok, cái luật này á là những cái luật mà các bạn là Hoa Kỳ cho phép, như là criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship and research, tức là chỉ trích phê phán với cái mục đích là education, tức là với mục đích là giáo dục hoặc là chia sẻ, thì đều đúng luật của Hoa Kỳ. Cái bộ luật này á là cái section 107, 107 cái bộ luật Copyright Act năm 1976 đó. Luật lệ ở Hoa Kỳ, luật lệ yêu thước nó có hết mấy anh à, mấy anh đừng có lên mà nói bậy nói bạ rồi bắt đầu là vu khống cho người khác. Ở đây họ không có phải là chửi ông bà giáo gì, ở đây họ chỉ trích, họ phê phán, phê bình, họ có quyền. Người công chúng là như vậy, xã hội là nó như vậy, xã hội là họ có quyền chứ họ không có chửi, họ không có vu khống hết. Thì các bạn là mình muốn nêu ra một cái vấn đề này nữa, họ chẳng những chửi anh em ca sĩ của họ, cộng đồng mạng, quý khán giả, các kênh YouTuber công kích bây giờ sử dụng bôi nhọ lên live, mà họ mỉa mai luôn ca sĩ Thủy Tiên. Các bạn còn nhớ là lũ lụt miền Trung, ca sĩ Thủy Tiên và anh Công Vinh, anh làm từ thiện không, người ta khuyên góp rất là nhiều, ai cũng tin tưởng vào ca sĩ Thủy Tiên. Cô đi đâu cô cũng hô hào lên, cô cũng công bố hết, bởi vì khi mình làm từ thiện mình phải công bố. Nhưng mà Lâm Vũ và Lương Giao Huyên này, trong cái video này anh nói là anh em nghệ sĩ không phải sợ ai cả, tức là lúc đầu đuôi cũng nói cái vấn đề không phải sợ ai cả, cũng không ai sợ tụi nó đâu, mình nói thật như vậy luôn. Tức là trong đó hai người này, Lâm Vũ với Lương Giao Huyên này, nói là chúng tôi không muốn phô trương như lũ lụt miền Trung của ca sĩ Thủy Tiên, đi đâu cũng hô hào. Đây là Lương Giao Huyên nói tại sao Thủy Tiên phải lên, phải la lên, tôi đến làng này, tôi đến làng kia. Ủa gì kỳ vậy? Thủy Tiên làm lũ lụt miền Trung, Công Vinh và Thủy Tiên bỏ công sức, Thủy Tiên rất là nhiều đêm không ngủ. Cô ta bỏ luôn cái tức là cô ta coi trao ra cái tính mạng của mình, trao ra cái an nguy của mình. Thức mấy ngày mấy đêm trong cái cơn lũ lụt đó, nước thì tràn đầy. Mình không cảm ơn hai người này thì thôi, mà Lâm Vũ với Lương Giao Huy còn mỉa mai người ta nữa. Ý nói là ca sĩ Thủy Tiên phô trương, ca sĩ Thủy Tiên đi đâu la lên đó. Tới làng này là la lên. Ủa la là đúng mà. Bởi vì là những cái số tiền của ca sĩ Thủy Tiên là những cái số tiền nó cũng của cộng đồng mạng, của khán giả, của Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước. Họ cần phải công bố như vậy để cộng đồng mạng, Mạnh Thường Quân biết là số tiền họ đi đâu, về đâu, cho ai, lúc nào, giờ nào, rút tiền giờ nào. Ủa hai người này nói là học cao hiểu rộng, nói là dân trí thức mà sao mà nói chuyện ngu vậy ta. Mỉa mai luôn ca sĩ Thủy Tiên, tức là đang chửi ca sĩ Thủy Tiên. Cái này là thằng này á, thằng Lâm Vũ này với cái thằng Lương Giao Huy này, nó ghen ăn tức ở rồi. Ủa lúc đó là Mạnh Thường Quân không gửi tiền cho nó, sao bây giờ cứ gửi tiền cho Thủy Tiên? Các bạn là 100 mấy chục tỷ, các bạn còn nhớ không? Tức là lúc đó đó khán giả không có tin tưởng hai thằng này, thằng Lâm Vũ với thằng Lương Giao Huy này, tin tưởng Thủy Tiên và Công Vinh hơn, cho nên bây giờ nó tức bây giờ nó lôi ra. Mà cái chuyện bây giờ Thủy Tiên làm từ thiện mà lũ lụt miền Trung mà mất cốc mới gì cái chuyện mà Linh Lan với Vân Quang Long với ông bà giáo và cái phe tà giáo và tụi bay đâu? Ủa tụi bay á, Lâm Vũ Lương Giao Huy nè, tụi bay nói là các kênh YouTuber là này kia này nọ, các kênh YouTuber á làm rảnh háng, làm chuyện người ta là kiếm tiền trên xác của người khác, kiếm tiền cái hai ông bà già. Bây giờ mày cũng rảnh háng, tự nhiên cái mình lôi ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh vô đây, người ta làm từ thiện á, mình đáng vinh danh, mình đáng tôn vinh. Húng hồ chứ bây giờ tụi mày á là đi trách người ta, mà bây giờ lôi cái chuyện này vô, tức là ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh không có dính dáng gì hết á, mày lôi vô luôn. Mà mày nói người ta là rảnh háng nhiều chuyện. Ủa gì kỳ vậy? Bởi vì các bạn biết không, lúc đó đó là ca sĩ Thủy Tiên là làm lũ lụt miền Trung á, là hai vợ chồng Công Vinh và Thủy Tiên á, làm Mạnh Thường Quân trên thế giới tin tưởng nhất và gửi tiền nhiều nhất, sau song song đó thì các anh Khương Dừa, mình nhớ rồi. Lúc đó đó Linh Lan cũng có làm từ thiện lũ lụt miền Trung luôn. Hai người này các bạn thấy ông Lâm Vũ với Lương Gia Huy này á, thấy ghen ăn tức ở chưa, bây giờ lôi chửi luôn Thủy Tiên nữa mới ghê. Tao cũng lạy mày luôn á, Lâm Vũ với là Lương Gia Huy, mày đừng có hù, chửi hết người này chửi hết người kia. Bây giờ nếu mà ca sĩ Thủy Tiên, và để mình share cái này cho ca sĩ Thủy Tiên và anh Công Vinh có coi được cái video đó, thì nhớ mặt hàng này nha, nó lên nó mỉa mai anh chị kìa.
mình sẽ share cái video này trong cái fan của trong cái page của Thủy Tiên. Rồi các bạn, là trong cái video anh ta nói là các kênh YouTuber là không có nhân cách nói chuyện, theo nãy mình nói nó không có nhân cách nói chuyện với mấy anh này, bị các kênh YouTuber là ăn hiếp hiếp đáp mà hai ông bà già. Ủa vậy là mấy người đàn ông Lâm Vũ, Lương Gia Huy, thằng bán rau bán cỏ, thằng Phan Phong đồ này kia đó, cái đám mà ông Phước đồ, cái đám mà Syracuse đó, ăn hiếp đó mà bà mà một người mẹ mẹ quá con côi, tay yếu chân mềm, bộ mấy người có tư cách mà lên nói chuyện trên mạng xã hội này sao? Ở đây là mọi người không có nói gì ông bà nhà giáo đó, tức là nêu ra những gì ông bà nhà giáo đã làm sai thôi. Bởi vì là đúng hoặc sai, luật pháp á, bây giờ người già người trẻ gì á cũng phải tuân thủ theo luật pháp hết á. Họ nói sai thì mình nói là sai, họ nói đúng thì mình nói là đúng. Linh Lan có đúng hay sai gì đó thì mọi người cũng đều phơi bày ra hết luôn. Mấy người nói là ăn hiếp hai ông bà già, vậy mấy người là đàn ông mà mấy người đi ăn hiếp một người phụ nữ có một cái đứa con trẻ tay yếu chân mềm, vậy mấy người là có đủ tư cách không? Vậy mấy người đàn ông hả? Bởi vì là mấy người bất nhân thì tụi tôi bất nghĩa thôi à. Đó là cái luật là nó như vậy, mà mấy người lên nói cái gì? Nếu mà bên kia nó không có nói gì Linh Lan, bên kia nó không cái gì Linh Lan mà không có ấy gì Linh Lan thì có thể là mình nói lại. Còn bây giờ là lên chửi người ta cho đã, bây giờ là người ta lên người ta nói lại, xong rồi cái giờ tức giờ đem ra công chúng, đem ra luật pháp, đem ra vòng móng ngựa. Ủa gì kỳ vậy? Chơi vậy có công bằng hay không? Chơi vậy chơi với dế. Rồi cái anh Lâm Vũ này á, anh nói với các kênh YouTuber, nói với kênh YouTuber nào á mà muốn tiền á, muốn chia tiền á, ngày mai 2 giờ ở Sa Đéc á, khách sạn của anh Vân Long đó, rồi anh chia tiền, anh bố thí cho. À, tức là ý anh nói á, là bố thí như những cái con kền kền mà này kia đó. Các bạn thấy là một người ca sĩ mà lên mà nói vậy đó, bó tay luôn. Rồi họ nói là ông bà nhà giáo mất con đã đau lòng, tại ông này thì cũng không có học vấn gì, ông nói ông cũng nói lộn đó. Thì ok sao cũng được, bây giờ mình nói nè. Anh nói là ông bà nhà giáo Lâm Vũ nói ông bà nhà giáo là mất con đã đau lòng rồi, vì quý vị không có trong cái trường hợp và không có hoàn cảnh đó, quý vị không biết. Thì ở đây mình nói thẳng luôn là Linh Lan mất chồng cũng đau lòng vậy, trời đất ơi, Linh Lan mất chồng cũng đau lòng vậy, hoàn cảnh cái gì? Bây giờ hoàn cảnh nó không qua hoàn cảnh đó, những cái chuyện này đó là trong đời sống ai ai cũng đã trải qua, ít hay nhiều gì họ cũng đã trải qua. Thì những cái người mà họ trải nghiệm đó, họ biết được, họ lên tiếng, đúng không? Tuồng kịch nào, vở kịch nào trên đời này nó đã cũng đã được xảy ra hết á. Nhưng mà có người và họ không có người họ trải nghiệm thôi, nhưng mà cũng có người trải nghiệm vậy thì họ lên tiếng. Rồi anh ta còn vu khống cho các kênh YouTuber nói là bà nhà giáo. Ok, bây giờ cái vụ mà 200 triệu thì mình không nói rồi, nhưng mà cái vấn đề là anh ta Lâm Vũ trong video anh ta nói là các kênh YouTuber là vu khống bà nhà giáo gì chơi ma túy xì ke gì đó. Cái này là ông dựng chuyện lên rõ ràng, thấy các bạn thấy xạo không? Người ta chỉ nói là cái vấn đề 200 triệu ông bà nhà giáo đánh bài thôi, thì cái vấn đề đó thì mình nói là mình không có nhúng tay vô đó, mình không biết đó. Mà anh lên anh livestream anh nói là các kênh YouTuber là nói là vu khống ông bà giáo là hút xì ke ma túy. Mình chưa có từng nghe cái video nào mà nói ông bà giáo hút xì ke ma túy nha, cái chuyện vô lý. Ô, cái thằng này nó công nhận nó miệng lưỡi đúng là cái nó ác miệng thiệt á. Một ca sĩ mà là ác miệng thôi, thằng này tẩy chay nó là đúng rồi, tẩy chay chắc luôn rồi đó. Nói chuyện ngu dễ sợ, có ai mà kênh YouTuber nào mà lên. Chứng tỏ ở đây là thằng này nó cũng nói theo cái bài viết này, nói theo cái lời diễn kịch nè. Rồi anh ta nói là những cái người mà nghe bên fan Linh Lan đó, những người khán giả Linh Lan có tiếng nói Linh Lan đó, nghe những cái lời mà vu khống này mà nghe được ảnh bái phục. Trời ơi, người ta cái vụ 250 triệu thì mình không nói rồi, nhưng cái vụ mà chơi xem ông bài đó, cái đó mình chưa từng nghe nha, và cũng chưa từng nghe ai nói. Anh nói là bái phục những cái người này, nghe những cái tin vu khống, nghe những tin xạo này mà cũng nghe được. Ồ, mình cũng bái phục Lâm Vũ và Lương Gia Huy và bái phục cái phe tà ma ngoại đạo, phe ông bà giáo. Nghe những cái lời mà chỉ trích Linh Lan, bôi nhọ, xí nhục, xúc phạm Linh Lan đó, mà những cái tin xạo đó nó xuyên tạc, nó viết ra những cái tin, nó bẻ ra những cái tin, nó cắt xén những cái tin nhắn, những cái video, nó bẻ từng cái bình bông, nó bẻ từng cái bàn thờ của anh Văn Long. Nó nói là anh Văn Long cái bình bông nó như vậy, là cái bàn thờ anh Văn Long như vậy, rồi là con anh Văn Long như vậy. Nó bắt bé Helen phải đi thử DNA, nó không cho, nó cho Helen là không phải con anh Văn Long. Trong khi là Hàng Thái Tú năm 2020 vừa rồi, Hàng Thái Tú cũng bồng. Lúc anh Văn Long còn ở Việt Nam và anh Văn Long còn đó, Hàng Thái Tú với là Lâm Vũ đồ này kia đó, ai ai cũng bồng bé Helen này kia. Rồi cái ngày mà lễ thôi nô với Helen, ai ai cũng biết hết. Mà chúng nó cho đó là cái đám phe tà giáo đối với phe Lâm Vũ đời kia, nó cho là Linh Lan không phải là chồng, mà không phải là vợ chính thức, Ái Vân mới là vợ chính thức.
Bây giờ đem giấy tờ Ái Vân là vợ chính thức Vân Quang Long đâu, hay là Ái Vân là lúc đó nó đi mèo mở với bác Cường, đi cặp với bác Cường. Đi cặp với bác Cường này rất là nhiều người nói, lý do tại sao mình không nhắc tới là bởi vì người ta đã nhắc rồi, mình cũng không cần nhắc tới nữa. Rồi anh Vân Quang Long là 2016 2017 anh Vân Long quen quen Linh Lan đó, rồi công bố xong rồi có bầu, đẻ ra đứa con là 2018 đi thôi nôi đó. Không lẽ Lâm Vũ mà không biết cái chuyện đó? Lâm Vũ nói chuyện làm như nói chuyện nít 3 tuổi, nói chuyện đừng có nói chuyện ngu ngu quá. Đừng có nghĩ người ta ngu, đừng nghĩ là cộng đồng mạng quý khán giả là nít 3 tuổi hoặc là cộng đồng mạng quý khán giả là rơm rác không có kiến thức, không có chất xám gì đó, không có nhân cách gì đó như Lâm Vũ. Đừng có ba xạo và cũng đừng có nói chuyện mà ngu ngu mà sàm sàm. Ca sĩ người công chúng mà thằng này là dân chợ búa chứ không phải là ca sĩ gì đâu. Nó trước đó là nó dân chợ búa, thằng Lâm Vũ này mình cũng biết cái xíu về cái tiểu sử của nó. Bây giờ mình muốn tra cái tiểu sử nó cũng được vậy, có trên đây nè, như như Cát Tuyền vậy đó, mình bấm một phát là ra thôi, gì còn không mình gọi một cú điện thoại là cũng có người nói thôi. Nhưng mà cái chuyện cá nhân người ta thì mình không có đụng tới, nhưng mà khi mình tôn trọng họ như vậy thì họ cũng phải biết tôn trọng quý khán giả. Ở đây là mình nói cho quý khán giả, Lâm Vũ này chê bai và khinh thường quý khán giả là không có đúng, một người rất là thiếu văn hóa, vô đạo đức, bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu luôn. Tại sao bất trung bất hiếu? Không có chung tình với người bạn, không có chung thủy với người vợ, làm người vợ mất mặt. Bất hiếu là bất hiếu với cha mẹ. Lâm Vũ mà làm kiểu này thì người ta đánh giá cha mẹ Lâm Vũ rồi, có phải bất hiếu không? Vâng, thưa quý ông bà, em cho bạn ngưng tại đây. Đầu tuần chúc các bạn có một tuần mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.